ha. Mở màn hình lên nè. Ý sao ngọn mình mặc xa xăm vậy? Tại cái đó là tình cờ bạn em chụp lại cho em. Bất ngờ nhất lại đẹp nhất, lướt qua nữa nè. Ủa trong cái ô vuông vuông nó một đống cái đó là gì em? Cái này chị. Áp chụp hình đó chị. Áp chụp hình. Dạ. Cho chị có hình với em. Có ai giống em quá vậy kìa? Cái cô áo vàng là ai? Dạ tại bạn chơi thân chung á. Giết giống luôn hả? Chơi thân mà giống. Ủa chị nghĩ là phải chị em chứ. Tại vì nãy chị có hỏi em là Nhi em là phải có Nhi chị. Rồi Nhi chị đâu? Dạ chị ở với ba mẹ dưới quê á chị. Lúc mà em còn nhỏ là ba mẹ em đã kiểu ly thân một thời gian. Chị em thì về nội, còn em thì về bên ngoại. À chia ra. Dạ. Xong rồi sau này ba mẹ về ở với nhau á. Em... Ba mẹ về lại rồi. Dạ. Chị em về ở với ba mẹ, còn em kiểu ở với ông quen. Bà quen á. Rồi có anh chị em gì nữa không? Dạ không, gia đình chỉ có hai chị em sinh đôi như vậy. Hai chị em sinh đôi thôi mà chia ra. Chia sẻ với em nha. Nhưng mà em không có tấm hình nào với chị trên đây hết hả? Cái điện thoại trước của em thì có, nhưng mà em làm mất á, em làm hư á, cho nên là... Vì sao về chụp lại nha. Nói chị Việt Hương yêu cầu em với chị chụp vài tấm hình ha. Dạ. Để lâu lâu hù chơi bỏ ra hỏi ai đây cho bồ giật mình, cái ông số 4 giật mình cho coi. Dạ. Nha, ổng sao không biết ai ra ai. Thôi giờ bỏ qua chuyện đó nha. Bây giờ cho chị coi cái hình mà đông thiệt là đông đó là em đi đâu. Dạ em đi chơi với bạn á. Ôi ôi Huyền nhớ đi chơi vui nè. Đây hình đi chơi nhiều quá ha. Ông mà ngoại cũng cho đi luôn. Dạ cho ông ngoại chắc cưng dữ cho đi à. Dạ. Có ghi chú gì không? Dạ em không có thường có thói quen có ghi chú. Trời sao tôi ghi quá ghi ta. Chắc già. Thôi thì mời bạn Quỳnh Trang. Đẹp quá tấm hình mời sương khói. Photoshoot quá trời áp luôn. Money note. Là gì ạ? Dạ là ghi chủ kiểu em kiểm soát chi tiêu của mình hàng ngày. Được nha. Theo leo được. Này quen luật sư được. Hai đứa đè nó tính không ai làm lợi. Cái gu âm nhạc của em như thế nào? Vô nhật ký à? Dạ hầu như là ballad thôi anh. Ballad thôi. Nhạc của em chắc là buồn khóc luôn. Tại sao em không nghe nhạc vui chơi cuộc đời nó tích cực? Không, ý là em thích cái âm nhạc nó nhẹ nhàng lúc mà mình ở một mình. Còn nhạc vui thì em vẫn có. Là em chủ yếu là nghe bên nhạc Âu Mỹ là nhiều. Vào Instagram hay là Facebook gì đó để coi dòng thời gian được không? Facebook đi. Rồi. Chen chen. Tiếp đi em. Đội lễ tân của trường đó nha. Là gái đẹp mới được làm đội lễ tân đó. Hoạt động trường cũng nhiều ha. Đúng rồi, đẹp mà. Bạn hoạt động ở trường như vậy thì có nhiều bạn trai để ý ngỏ lời gì không? Thực ra là em không có nhiều lời ngỏ ý đâu anh. Tại em là ở ngoài là một người khá là trầm tính. Có một số người mà khi mà gặp em mới nhìn vào thì họ có những cái nhận xét là em khó gần. Nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Khi mà những người khác mà tiếp xúc nói chuyện với em thì họ rất là thích em. Vậy là sau chương trình này mọi người đều biết em dễ gần hơn rồi. Và biết đâu được là ồ ạt tới rồi mấy chàng trai của tụi anh gặp khó khăn hả? Nếu mà em chưa có người yêu thì những cái lời mà ngỏ lời thì em có thể xem lại. Còn mà nếu mà có rồi thì chắc chắn là sẽ không có. Dạ. Rồi bây giờ vậy nè. Hai anh kia sẽ được khám phá hai cái điện thoại này. Và sau khi khám phá mấy anh sẽ quyết định là có gọi điện cho mình hay không. Mời hai chàng trai khám phá hai cái điện thoại. Trong lúc đó chúng ta giải lao trong vòng ít phút. Bây giờ là thời điểm mà hai chàng trai sẽ đưa ra quyết định là có gọi cho hai cô gái của chúng tôi hay không. Nào, mời hai bạn xuống dưới nhé. Đây là giờ khắc mà ông mai bà mối lúc nào cũng rạo rực làm như ta gọi cho mình vậy đó. Nhưng sẽ gọi cho Nhi em. Dạ alo ạ. Chào anh ạ. Anh bắt được tần số của em rồi. Leo lên liền. Bước lên liền. Rồi cúp máy quay qua cái rừng. Sau chương trình này thì anh muốn mời em đi chơi, đi coi phim những bộ phim mà em thích. Và được đi du lịch cùng em đến những nơi mà em muốn. Và anh không chắc anh sẽ lý tưởng một cái điểm nào hết. Nhưng anh chắc là khi em buồn hay em vui, anh sẵn sàng sẽ ở bên em. Cho anh xin nắm tay một cái. Hướng sát vô. Trời ơi, thấy cưng quá.
Rồi bên kia sao anh Vinh anh giải quyết cặp sóng thần bên kia? Quỳnh Trang ơi, mời bạn đưa điện thoại ra phía trước, chúng ta cùng đếm nha. 10 Em rất ấn tượng vì anh giảm ký rất là hay. Thì em vẫn rất là thích bạn số 3. 3 2 1 Alo. Dạ alo ạ. Em có nguyện về làm biên kịch tiếp tục cho vai diễn cuộc đời của anh không? Trời ơi. Dạ em đồng ý ạ. Anh cảm ơn em. Hai đứa quay lại nhìn nhau nói gì nè? Thì thực sự là anh không cao, không đẹp như những bạn khác. Nhưng mà anh chắc chắn là anh có một trái tim chân thành, đủ tần số để yêu em. Và đồng thời là nếu em về với anh thì em đừng lo, anh sẽ giúp cho em có chế độ ăn uống hợp lý và giảm cân. Do mình mới gặp cho nên là anh cũng không dám, cho nên là anh xin phép nắm tay em. Luật sư nói chuyện là sự. Cái trái tim bằng thủy tinh có nghĩa là mong các bạn giữ, đừng làm vỡ nó suốt một quãng đường rất là dài ha. Mời hai em cầm vào đây. Rồi. Bạn hai bạn nha. Nếu mà có quen nhau á, sau này thì kiểu gì cũng có cái vụ cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau cứ nhìn vô cái hình trái tim này nhớ cái ngày đầu tiên. Các bạn có muốn lấy trái tim của chương trình của chúng tôi, nhớ giờ phát sóng và gửi tên địa chỉ của mình về để đăng ký chương trình nhé. Tần số tình yêu 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Người rung động vì tần số. Hiện giờ chúng tôi đang sở hữu 3 chàng trai đẹp ở không như nhau. Em trẻ nhất. Dạ, có anh chàng trẻ nhất đứng đằng xa xa bằng bộ màu đen. Bạn kế bên là với bộ đồ vest rất là thời trang. Để tự giới thiệu, em tên là Nguyên Thuấn, em năm nay 24 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên tự do. Kế bên có sợi dây quéo ngay cái bụng lại, ý báo cho biết là dòng bụng của chúng tôi không có tràn mỡ như Trương Thế Vinh. Đó.